Dạ vâng em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em về cái giày của hãng The One, giày giày Comfort. Thì có size 9, 10 và 10.5, 41, 42 và 42 rưỡi, gọi là 43 cũng được. Đấy. Thì những anh em nào mà yêu mến hãng The One thì mua giày sử dụng 41, 42 và 43. Đấy. Rồi em sẽ khui ra cho những anh em nào mà đam mê giày. Đấy, nó là hãng The One từ Mỹ về. Giày này giày Comfort nha anh em. Và nó rất là pro. Mình khui ra cho anh em. Hàng new 100%. Đôi này họ đi mà cột lại. Đó thì cái da này da lộn. Da này da lộn nha anh em. Và nó rất là pro, dành cho những anh em nào mà mang quần jean này. Đây, thì nó phối hợp với quần jean, phối đồ rất là đẹp. Ok. Tháo cái này hơi khó thôi, để mình cố gắng mình tháo ra chút xíu nữa. Đây, hàng này hàng new 100% từ Mỹ về, thì em sẽ đưa cho những anh em xem. Rất nhẹ, nhẹ lắm nha anh em. Đấy, nói ra là da lộn này, mình cạo này. Đấy, da lộn kia mình phủi ra là nó hết, và cái đế của nó thì cũng đỡ bằng bơ u thì cũng nhẹ. Cái dây cột rất là đẹp. Ở trong này nó có chữ The One này. Đấy. Dây này nó sản xuất tại Myanmar. Thì Myanmar nha anh em. Mấy cái móc này thì nó mình tháo lắp nó rất là nhanh. Trong này nó có lớp chữ đầu quan này và cái vải chống ẩm để nó tránh hôi chân, rất là êm. Thì cái độ cao của nó tầm khoảng 4 phân. Đây là lót da, quần rất là đẹp. Đây da luôn, da và da lộn họ phối rất là đẹp nha, đường chỉ may rất là đẹp luôn. Đấy, những anh em nào quan tâm liên hệ mình 0962232180 và hàng Mỹ về một đôi giày. Những anh em mà đi xe mô tô này hoặc là xe Raptor này thì rất là phù hợp. Đây. Vâng, giá của nó là 3 triệu một đôi. Cảm ơn anh em.